누나. Liên Quân Chị Yên Thật xấu xa Sao cậu lại tới đây Đi đi Cứ làm như là không thấy tôi đi Chị nói chuyện với tôi đi Nói chuyện gì nữa Không có gì để nói hết Sao cậu lại tìm tôi Cậu nghĩ là tôi sẽ biết ơn cậu sao Tôi sẽ ở lại đây Tôi tới đây vì tôi muốn như vậy thôi Chị à hôm nay tôi tới đây cũng không thể trời lạnh lắm hai người đừng có đứng bên ngoài nữa vào nhà rồi nói dạ không sao tụi con nói xong rồi <laughs> vào nhà thôi à, cô ơi cho con hỏi À, không biết cô có điện thoại di động không? Con hỏi đây làm gì? À, con cần dùng mà hả? À, dạ không, không phải như vậy Cô đợi con một chút Đây, đây là số của con Con tên là Li Gen Wu Nếu như anh Hy chẳng may gặp chuyện gì khó khăn Cô cứ gọi điện thoại cho con nha Sao hai người biết nhau vậy? Em trai à? à dạ không À, cô biết rồi Cô nhất định phải giúp con chuyện này. À cô biết rồi, trời lạnh lắm mau về dạ. đi. 모든 건 시간이 지나 추억으로 남아 지나 모든 것들처럼. 사랑이라 말하던 우리 그 모든 순간들 <laughs> 이제 어제로만 남았는데. 아프도 <laughs> 잔인한 <웃음> 이 계절 가면 고마웠다고 난 말할 수 있을까? 영원할 것만 같던 오늘은 끈구와 끈구 간다 yeah. chị ngủ ở đây luôn sao có sao không có đau ốm gì không chị định không nói không nhìn mặt tôi luôn à vậy thì tôi đi về nha tôi thật sự rất lo lắng tôi tới không phải để quấy rầy chị tôi biết chứ sao tôi không biết được Ngày nào tôi cũng nhớ cậu hết mà Nhưng Khi quyết định để cho Ha Jun đi Thì tôi cũng đã buông bỏ quá khứ rồi Tôi không muốn nhớ lại chút nào hết Nếu như có thể được thì Tôi sẽ xóa đi tất cả ký ức Ngay cái gì gặp gỡ tôi sao? Tôi xin lỗi Khi gặp cậu thì tôi chỉ muốn biết Mung Xuân sống thế nào thôi khi nhìn thấy mông xuân thì Tôi lại nhớ tới thời chúng ta ở bên nhau Nhớ tất cả mọi chuyện từng xảy ra Tôi biết rồi Vậy thì cứ như ý chị Cứ làm vậy đi Tôi xin lỗi Thấy chị không sao tôi cũng an tâm hơn nhiều Gần gu à tôi cứ nghĩ là chị sẽ không vui khi gặp mặt tôi tôi biết chuyện bỏ đi là một quyết định rất khó khăn nhưng mà tôi cảm thấy rất bất an tôi sợ chị bị bệnh tôi sợ chị phải chịu đau khổ cứ nghĩ tới là tôi không thể nào chịu nổi nhưng giờ gặp chị tôi thấy yên tâm rồi cảm ơn cậu từ trước tới giờ chị lúc nào cũng cảm ơn tôi hết đi đây. Hà Mẹ chỉ muốn sống một mình thật tốt Nhưng lại khiến chú gần quân bị tổn thương Nếu mẹ không làm vậy thì khó mà quên được con Hà Duân ơi Mẹ làm đúng phải không con hmm. Ừ. 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 Dạ con nghe mẹ Yên lặng ra ngoài đừng làm cho Phúc Thiên thức giấc à, Sao vậy Hay là muốn tôi chào trong đó Ờ à, Không 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 cần đâu để con ra ngoài Ôi <laughs> trời Mẹ, à, mới sáng sớm mẹ làm gì vậy? Chúng ta phải nấu bữa sáng cho cả nhà ăn chứ Con, con, con nấu hả? Mẹ muốn ăn đồ ăn do chính tại con dâu nấu à, Con, con đâu có biết nấu Trước giờ con chưa bao giờ do gạo Nên từ bây giờ con học làm đi là vừa Tất cả cũng là vì chồng con của con À, họ không cần phải ăn cơm đâu Họ ăn salad với con cũng được rồi mà Salad mẹ con gửi cho con hả? Dạ Cô đang đùa với tôi đó hay sao vậy? cô nghĩ tôi gọi cô ra đây vào giờ này để nói đùa với cô hay sao mẹ à. nếu như không biết thì học tôi sẽ đích thân dạy cho cô tôi cũng có việc mà không có lúc nào tôi rảnh tay được hết tôi vừa làm việc nhà rồi còn làm giám đốc rồi còn làm bà nội nữa tôi phải lo biết bao nhiêu chuyện không phải chỉ có cô bận việc từ giờ trở đi cô nên dậy sớm nấu ăn cho chồng con của mình ăn là được rồi hôm nay cô nấu cơm thôi còn tôi sẽ phụ trách nấu mấy món khác 11. không thể tin được ha jun lại có thể là con trai của một người mẹ như vậy ôi trời ơi vậy thì được thôi chỉ là nấu cơm thôi mà nhưng mà do gạo sao bây giờ đây Mùa đông mình không muốn dậy sớm chút nào hết Chị dâu à, Chào buổi sáng Mì Xúc Em pha cho chị ly cà phê được không? Chị bận rồi ừ. Chị đang làm gì vậy? À, em không nhìn thấy hả? Chị đang do gạo Nhưng mà do gạo tạo ra nhiều bọt như vậy sao? Bọt hả? Ừ, chắc có một chút nhưng mà gạo thời nay tốt lắm Nên chỉ cần do hai lần là nấu được rồi À là vậy hả Thôi chết rồi ừ. Nãy giờ chị do nhiều lần lắm Mẹ kêu chị làm đúng không à, Còn sớm em ra đây làm gì vậy Sao em không làm giúp chị đi Em cũng đang định giúp chị đó thôi Chị nói vậy là vì cái túi hôm trước cho em à, hả Vậy chị lấy lại cái túi đi Trời ơi Chị có nói vậy đâu chứ Ở nhà làm sao mà chị nói vậy được chị đi thay quần áo đi em sẽ pha cà phê giúp chị <laughs> công nhận mẹ mình đúng là giỏi thiệt có thể kêu chị ta dậy nấu cơm nữa <laughs> anh đang tìm gì vậy em phải làm việc từ sớm rồi đó. Làm việc làm sao? Em phải dậy thật sớm đi đi nấu cơm là cơm đó. Cơm? Ừ. Em hả? Ôi trời ơi! Rốt cuộc con đã cho cái gì vào trong gạo vậy? Con chỉ cần do gạo rồi đặt nó vào nồi là được rồi. Ủa? Nghe mùi nước tẩy rửa như vậy, có phải cái cái này? phải rồi mọi người vẫn dùng cái đó trong bếp mà ôi trời đất ơi sao, sao, có, có gì sai hả mẹ <laughs> chị đúng thật là con không, không biết làm gì luôn hả chị dâu <laughs> ở nhà con không làm gì hết sao không chừng mấy diễn viên nam nấu ăn còn giỏi hơn con nữa đó người gì không biết nữa con đã nói với mẹ là con không biết nấu rồi mà sao con dám trả treo với mẹ như vậy nói thiệt mẹ không biết phải dạy dỗ con như thế nào nữa

nè cha cung cha cung ơi em thực sự do gạo với xà phòng hả à, mấy người cứ cười đi em đi về đây nè em không thể bỏ đi như vậy được mẹ sẽ càng khó chịu với em hơn đó anh nghĩ còn xấu cỡ nào nữa chuyện đã tồi tệ lắm rồi anh nè à. thôi đi quan hệ với em và mẹ không thể thân thiết được đâu hoàn toàn không thể khá hơn được em sao vậy anh chỉ cười vậy thôi mà anh cười là đúng rồi bảy là mẹ anh mà à, nè cha cung ơi Mẹ đánh thức em dậy sớm như vậy là để kêu em nấu cơm cho cả nhà Bà ấy cố bày trò để dày dò em không cho em sống yên ổn Bạn em sau khi cưới ai cũng được đối xử như công chúa Nhà chồng bạn em đối xử với nó còn tốt hơn ba mẹ ruột Còn yêu thương chiều chuộng nó gì nó làm diễn viên nữa mà Còn mẹ anh thì lúc nào cũng khó với em hết Còn mi suốt lúc nào cũng xỉa xói chịu hết nổi rồi Thôi em về đây Hôm nay em không phải đi quay phim Em sẽ về nhà mẹ em ngủ cho thật là ngon Ở nhà này khiến em ngộp thở quá Anh biết rồi anh sẽ đưa em về thôi khỏi đi à. bây giờ chị định về nhà luôn hả quá à, tuyệt à. thật ngày mai em phải chạy nấu cơm đó cái gì em để cho nhà này được yên ổn đi à. kêu mình nấu cơm hả mẹ con đã kêu cha cung về nhà mẹ rồi Vì không quay nên con cho cô ấy nghỉ ngơi Thật không thể nào tin được Nó học cách cư xử như vậy ở đâu vậy chứ Kêu nó quay lại đây ngay lập tức Nếu không biết thì phải học chứ Sao có thể bỏ về nhà mẹ ruột chỉ vì một lỗi nhỏ Mẹ ơi mẹ bỏ qua cho cô ấy đi nha Con thật sự thấy khó xử quá Anh à Anh cố tỏ ra biết điều một chút Lúc thì đứng về phía mẹ Lúc thì đứng về phía vợ Đó là cách để sống sót Nếu không anh sẽ chết vì căng thẳng Anh sắp chết tới nơi rồi đấy Con mới vừa nói cái gì Mẹ càng như vậy thì con càng khó xử hơn đó Khó khăn lắm con mới cưới được quý Mẹ cũng biết rồi mà Vậy thì mẹ mới chấp nhận nó làm con dâu Mẹ kêu nó học nấu cơm cho chồng con Thì có gì là sai Sao lại không được Chuyện đó có gì to tát Nếu là mẹ thì mẹ đã ngoan ngoãn lao vào học nấu ăn rồi Con nhỏ đó nghĩ bây giờ nó là bà chủ cái nhà này chắc Muốn chúng ta ăn salad mẹ nó gửi Không lẽ chúng ta phải làm theo Mẹ không thể nào có tình cảm với nó được đó Mẹ ơi Con cầu xin mẹ lần này mà bởi vậy mới cần có cô con dâu giỏi ở trong nhà vitamin c giúp chúng ta hồi phục nhanh hơn ừ. vitamin c còn giúp cho chúng ta chống bị trầm cảm giúp mọi người có tinh thần sải khoái. trứng ngon lắm đó ăn một ít đi nè có một chỗ tương đối được ở gom hô đông tôi sẽ xem qua thử ăn đi anh đừng có lo cho tôi nữa anh mau ăn đi sau này anh cũng không cần phải tới tận đây vào mỗi buổi sáng vậy đâu Tôi thực sự cảm không thấy Không có sao đâu mà Khi thấy hai người thân mật như vậy <laughs> Hai mẹ con giống nhau thật. <laughs> hai người có thể cho tôi biết Cảm nhận của mình Ủa? được hay không vậy Là hai vốn kìa Ồ tôi cũng tìm được con trai Nó thật sự Hai Yun ơi Bánh bao của dì ơi Dì đây nè nhưng sao thằng bé lại ốm đi nhiều như vậy chứ hai mẹ con giống nhau thật có phải không vậy cô có phải là nhìn nhầm nó mới thấy như vậy không Ê, nó nhỏ không có nghĩa là không có cảm xúc nó tăng cân được mới là lạ là... đúng là vậy mà anh hy của chúng ta nuôi thằng bé ha vun y như con ruột của mình vậy đó <laughs> Ê, thiệt tình cô lại khóc nữa kìa hả nó về sống với ba mẹ ruột mà họ sẽ tốt với nó thôi tôi đây ôi trời ơi giật mình chứ, mới sáng sớm đã gọi cho tôi tôi tưởng chị không nói chuyện với tôi nữa chứ tại sao hai vun của tôi lại ốm nhiều tới như vậy chứ cậu có chăm sóc tốt cho thằng bé hay không vậy hả hàng của hai vun nhà tôi á trước giờ chưa bao giờ nó ốm tới như vậy hết đó đúng là tội nghiệp mà trời đất ơi thằng bé không chịu ăn thì tôi biết làm sao được Bây giờ mẹ và chị gái của tôi á Bị rối loạn tiêu hóa cũng vì chuyện ăn uống thất thường của Ha Jun đó Cậu nói là tại vì thằng bé đó kén ăn hả Trước giờ Ha Jun cực kỳ thích ăn luôn đó Tôi chưa từng thấy nó ăn làm sao tin được Thằng bé không ăn gì hết lúc nào cũng ủ rũ á Mọi người phát điên lên vì nó kìa Nè Nè cái gì Chị vừa mới gọi tôi như vậy hả Đúng rồi đó nếu đã dành nuôi thằng bé rồi thì phải chăm sóc tốt cho nó chứ hà dung trước giờ luôn là một cậu bé mẩm mỉm quạt bách và lúc nào cũng cười hết á sao các người có thể biến nó thành một người như vậy chứ Chưa, chị nói gì chị nói là lỗi của chị gái tôi hả rốt cuộc thì chị gái tôi đã làm sai chuyện gì chứ chị ấy nhận lại con trai của mình thì có gì sai đâu <laughs> đã nhận nuôi rồi thì phải chăm sóc cho tốt chứ bạn của tôi phải từ bỏ thằng bé trong đau khổ đó mà cũng phải thôi cậu không biết chuyện gì hết cậu chỉ biết lái xe cho chị gái thôi à cậu chỉ làm được có chừng đó thôi cậu cứ tiếp tục sống như vậy đi, sống cuộc đời bám bấy của chị gái đó. cậu á là cái đồ con nít đó. ha <laughs> gì? chị nói cái gì? alo 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 cái gì vậy chứ người đàn bà điên này. bởi vì mình quá hiền lành cho nên chị ta mới. nghe chị thông gia, con gái của tôi á không phải để con trai chị cưới về để làm đầu bếp cho nhà chị đâu. chị làm gì khó khăn với nó quá vậy? Ừ? tôi để thực sự thất vọng về chị lắm đó. Mới sáng sớm mà chị đã đuổi con bé ra ngoài rồi, Thì tình, cái gì hả? Tôi đuổi con gái của chị, nó còn không nói tiếng nào lúc bỏ đi. Chị đừng có đặt điều nói tôi dày dò con gái của chị. Chị làm ơn dạy dỗ lại con gái của mình trước khi nó quay trở lại nhà tôi dùm đi. Từng tuổi này rồi cho nên tôi không thể nào chăm sóc con dâu được nữa. Tôi thật sự hết sức mệt mỏi rồi. Wow, mẹ làm đúng lắm luôn đó. Nếu không làm cho ra lẽ thì con trai của mẹ sẽ phải chịu khổ. Ôi trời đất ơi, mẹ không thể nào hiểu được tại sao con có thể yêu một người phụ nữ như vậy đó Súc Chin à. Một người phụ nữ không có tình cảm, không có tình mẫu tử cũng không có tư cách. Ôi trời ơi. Thôi thiệt, đúng là không thể tin được mà. Nè, mẹ đã nói với bà ta qua điện thoại hết rồi. Mẹ chồng con sao? Thì còn ai vào đây nữa? Con cần phải cứng rắn hơn nữa. Nè, nếu có chuyện tương tự xảy ra, thì con phải nói xin lỗi và cười qua loa, cho qua chuyện đi chứ. Bây giờ làm sao con về đó đây? Chắc mẹ chồng của con vui lắm. À, mà kệ đi, mấy người nhà bên đó, cười nhạo con vì con không biết cho gạo nấu cơm, làm cho con bực bội lắm luôn đó. Ai, mẹ đã nói với con rồi mà, gia đình họ là một gia đình rất giàu có cứ nghĩ những chuyện đó là chuyện trong phim thôi thôi miễn là con có thể diễn tốt thì con sẽ kiếm được nhiều tiền sao con tức giận vì mấy chuyện không đâu vậy chứ con đã nói là con không muốn nghe rồi mà con là diễn viên chứ không phải là con rối Ai... con càng ngang ngạnh thì chồng của con càng khó sống hơn xúc <laughs> Trinh cũng cười con nữa thật sao trời đất ơi lúc nào cũng đối xử với con như một nữ thần mà <laughs> trời chắc nó đã mê mụi con rồi mẹ hả nên con đừng có chơi trò mèo dờn chuột nữa Không thể lừa nó mãi được đâu con gái à Con không có sợ nó chút nào đâu Lại nữa con nhỏ này Nè Lâu rồi chị chưa được ăn bữa sáng ở nhà đó Em đừng có châu mày nữa Em bị người ta đá qua đó lại như trái bành Cũng là tại vì chị hết luôn đó Em đang nói như vậy Sao lại là chị chứ Đừng hỏi Tóm lại là đừng có chọc điên em lên đừng bắt em phải làm cái gì hết. Con mau rót ít cà phê vô đây đi. Con nói là con không có làm gì mà. Bữa nay mẹ và chị con có chuyện không được vui. Con là người dễ sai bảo mà, là người hầu nhà này để con rót cà phê cho. Ha vui sao rồi? Cởi mở hơn chưa? Nó không chịu uống, cũng không nói năng gì hết. Con bị la cũng vì nó. đúng là bực bội thiệt chứ. Thằng bé nó chẳng giống tính con chút nào. Hồi con còn nhỏ con hay cười nói nhảy múa trước mặt mọi người trong khu phố, luôn thu hút ánh mắt của mọi người. <laughs> con thì sao? Con thì lúc nào cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát viên hết, vì con hay bỏ nhà ra đi. Tại mẹ chỉ quan tâm có một mình chị cha cung thôi. Nè, con phải tìm cách gì đó để cho hai Dương chịu ăn cơm chứ. Hôm nay trên truyền hình sắc mặt của nó không tốt lắm, Nè, Quang su à, ừ. lát nữa con đi ra ngoài, mua cho Hạ Dương ít thuốc bổ đi nha. Đó là lý do con hay bỏ nhà đi đó. Con mua nhiều một chút để cho cha cung uống luôn biết chưa. Bữa nay sau khi về nhà chồng, nhớ phải cười thật nhiều và nhớ phải uống thuốc bổ nữa nha chưa. Con cần phải sử dụng một vài chiêu trò với mẹ chồng mới được. hả Bằng mọi giá con phải mỉm cười và chịu đựng hành động khó dễ của mẹ chồng. Mà nè, bà ấy cũng đâu thể nào sống mãi với con cũng ít nhất ba mươi năm nữa con không làm được đâu ừ. không tin được mình lại tới đây sau những lời hồi sáng à, kim Văn Xu cảm ơn quý khách lần sau nhớ tới nha tôi sẽ tới à dạ xin chào quý khách dạ chào cô Bán cho tôi thuốc bổ dành cho trẻ em 7 tuổi Thằng bé ăn uống không được điều độ và rất yếu À, được rồi, được rồi Đợi tôi một lát À, đây nè <laughs> Liệu có tác dụng không? Tất nhiên rồi Nhớ cho thằng bé uống đầy đủ đó Người ta hay tới đây mua thêm thuốc lắm <laughs> Chắc là việc buôn bán ở đây tốt lắm Đương nhiên rồi À, xin lỗi cậu à, nha Dạ, không sao <laughs> Dạ, tôi nghe đây ờ à, tìm người có thể tiếp quản cửa hàng này nha tôi cần phải đi gấp được rồi kiếm người thay thế cho tôi đi được cho tôi xin lỗi tôi gói à, lại cho dạ, cậu cô nha làm đi. dạ nhưng mà cô đang muốn bán cửa hàng hả à, dạ tôi tiếc lắm vì cửa hàng đang làm ăn tốt nhưng mà con trai của tôi đang ở mỹ nó năn nỉ tôi qua bên đó ừ. đợi tôi một chút nha <laughs> dạ kế hoạch này có vẻ hay đó dạ đây là những sản phẩm có thiết kế rất độc đáo tụi con có dự định biến nó trở nên nổi bật hơn so với các nhãn hàng khác con nghĩ sao về chuyện này hả trong ngành làm đẹp cạnh tranh rất gay gắt thay đổi trào lưu là vấn đề lớn quan trọng là phải đảm bảo cho khách hàng có thể quay lại mua sản phẩm của chúng ta sau khi sử dụng thử như vậy thì mới có thể thành công bất cứ ai làm kinh doanh cũng có thể nói được như vậy đây là những ứng cử viên phù hợp cho bộ phận tiếp thị đích thần giám đốc đã đi gặp riêng họ trước khi quyết định đó tốt lắm công ty chúng ta cần tìm kiếm một chuyên gia quản lý tài giỏi vậy nên xô chung dành thời gian coi qua cái này thiệt kỹ đi dạ <laughs> anh à trưa nay chúng ta ăn gì đây để em đi mua cho ừ ăn chưa ờ ừ? à, hôm nay tôi có lịch trình gì không vậy à à phải rồi có lịch đó Kế hoạch gì vậy anh? À, hôm nay anh có kế hoạch dùng cơm với lại bạn của anh rồi. Ờ à, đúng rồi đó. Ờ à, hôm qua cậu cậu cũng đã hẹn rồi mà. Vậy hai người đi ăn chung với nhau nha. Gặp lại hai người sau. <laughs> Là bạn nào vậy? Ờ à, à, có nói thì em cũng không có biết đâu, anh cũng không biết luôn mà. Cô ơi! Dạ, con chào cô. Ủa, ai đây? À, người hôm qua tìm ân hy. Cô ấy đang ở trong bếp. Dạ. Chị à Sao lại đưa tôi? Tôi kêu cậu đừng tới đây nữa rồi mà. Tôi biết. Từ giờ tôi sẽ không quay lại nữa nhưng mà tôi muốn chị nhận điện thoại này không ai biết số này đâu trong đây chỉ lưu có một số thôi cũng cần gọi điện trong trường hợp khẩn cấp mà cậu cất đi tôi không cần đâu tôi đã tìm chị khắp nơi trong suốt thời gian qua đó mỗi lần nhận được điện thoại là tôi liền chạy ngay tới chỗ hẹn đi bất kể ngày hay đêm tôi cũng đi hết tôi đã tới hết tất cả các phòng cấp cứu trong sao nước. sao cậu lại làm vậy sao phải làm như vậy chứ tôi cũng đã khổ sở lắm rồi anh Quân Tôi muốn quên hết Tôi đã làm tất cả để có thể quên rồi Chị muốn xuân mỗi ngày Tới tìm điện thoại để hỏi thông tin về chị Chị ấy muốn biết địa điểm cuối cùng mà chị tắt máy lỡ đâu Để đó. làm gì Tại sao phải làm như vậy Tôi quên tôi đi là được mà Chị bị làm sao vậy Tại sao chị lại kêu tôi quên chị đi Ngày nào tôi cũng nhớ tới chị hết Ngày nào cũng lo lắng cho chị tới phát điên lên luôn đây nè chỉ cần nghe máy thôi như vậy là đủ lắm rồi tôi sẽ nhận điện thoại này cậu đi đi cảm ơn chị điện thoại này đắt tiền lắm đó đừng có làm rơi xuống nước nha <laughs> tôi còn phải làm việc nữa đi đi mà Bởi vì Hà Dung ăn uống không điều độ Cho nên là con có mua cho nó một ít thuốc bổ đây nè Hy vọng là thằng bé sẽ khá hơn sau khi uống thuốc này Cô nên nấu món gì tốt cho thằng bé thì hơn Con biết rồi Con đã mua nguyên liệu làm xúc xích hầm Nghe nói Hà Dung và xúc Ý con là Chồng của con cũng thích ăn xúc xích hầm lắm Đúng vậy Cô làm thử đi Mẹ ơi Con xin lỗi vì chuyện hồi sáng Mẹ tha lỗi cho con nha <laughs> không cần phải cười nịnh tôi như vậy cô nên cười với người nào chết mê chết mệt vì nụ cười của cô kìa con làm gì rồi nè <laughs> mẹ vẫn còn tức giận em hả Em mua thuốc bổ cho hai Duôn Và nguyên liệu để làm xúc xích hầm Để xin mẹ tha lỗi cho em à, Cảm ơn em Trên đường về anh cứ lo chuyện này hoài Ôi trời, đáng ghét Em ghét anh lắm luôn đó à, Thật sự cảm ơn em Vợ xinh đẹp của anh À Anh có biết ngày mai Hai Duôn nhận giải diễn viên mới không Ừ anh đã biết rồi. Em mong là thằng bé sẽ cười trước ống kính. Nếu như nó cứ buồn bã như bây giờ thì không hay chút nào đâu. Sẽ tốt thôi mà, em đừng có lo. Cô ơi cô bị bệnh sao? Dạ con biết rồi. Cô nhớ phải đi bệnh viện nha cô. Dạ dạ. À. ta 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 trời ơi, nhìn con đẹp quá đi mất nhìn đẹp trai ghê đó con nói cảm ơn cô đi rồi cười lên cái cho cô coi nào ôi trời đất ơi tại sao thằng bé phải cảm ơn chứ à vì em giúp nó ra mắt nè hai vũ nè con nên cảm ơn cô mi xúc vì điều đó đi ha con thật sự cảm ơn cô trời ơi cưng quá <laughs> dễ thương quá đi hai nè con nhớ những gì phải nói chưa con không được quên cảm ơn đạo diễn và những thầy cô giáo dạy con diễn xuất nha con cũng phải nhắc cô nữa đó con hiểu chưa ừ. <laughs> hẹn gặp lại các vị chúng tôi xin phép đi đây hai hey, Jun, hãy nhìn qua hướng này đi làm ơn quay qua đây một chút hai người đứng gần chút đi xin mời quay đúng bên rồi, này đúng nè rồi. được rồi <laughs> giơ tay lên <laughs> Ba Mắc người cũng gần nhau một chút Cảm ơn Cảm ơn rất nhiều Được rồi, cười tươi lên Cảm ơn à, Thằng Trời bé đúng, đúng là dễ thương ha Ơn hy mà nhìn thấy cảnh này Chắc là đau lòng rơi nước mắt luôn Số điện thoại này hiện không liên lạc được Xin quý khách vui lòng Tôi trực ngoài một lát Nè à, nè 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 nè. Chúc quý à, khách, à. khách ngon miệng Chúc quý khách ngon miệng Ủa, hai Dương kìa <laughs> thằng bé dễ thương thiệt đó đúng là đáng yêu quá chừng luôn trời ơi thằng bé dễ thương quá dễ thương thiệt ha dễ luôn á chắc chắn sẽ có giải thôi thằng bé diễn xuất chúng hay nên để mình làm diễn viên đi vừa diễn hay vừa dễ thương chúng dễ ta nên để con mình làm diễn viên đi Xeo Hà Dương chúc mừng con nha con muốn nói gì với mọi người không dạ con xin cảm ơn đạo diễn xin và cô Kim Mi Súc và toàn thể nhân viên của đoàn làm phim Hayuna, ừ. bây giờ người mà con đang nghĩ tới nhiều nhất là ai vậy? Dạ mẹ con Con thật sự thấy nhớ mẹ con nhiều lắm Chị, ừ, cô? Cô? Ừ, chị ơi, chị có sao không hả ừ, có, có sao không chị? Chị, chị không sao, Sao mỗi lần xa vậy để em dọn cho à, Cô ổn là chứ? Duna, dạ không sao Con có thể ôm cô một lần được không? Dạ con là con của mẹ Nên cô chỉ được dành con thôi con yêu mẹ nhiều lắm con yêu mẹ nhiều lắm